Năm nay khai trương mùa du lịch biển diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024 với chủ đề Sóng mùa hè, với nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch mới lạ đặc sắc để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách. Sự kiện được tổ chức trải dài trên các tuyến biển Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành và bán đảo Sơn Trà. Với điểm nhấn là giải bơi biển và đua SUP vượt sóng mùa hè. Hội thi cứu hộ biển quốc tế, show diễn thời trang nhí cùng với các chuỗi hoạt động trình diễn diều nghệ thuật. Giải bóng đá biển sóng mùa hè, rực lửa chân suốt, hoạt động trực hòa Sơn Trà nhỏ của chúng ta và workshop vẽ non lá khu vườn tuổi thơ, trải nghiệm bay dù lượn không động cơ. Để mà tổ chức các hoạt động nó được an toàn và thu hút khách thì thường xuyên có công tác phối hợp với những cái đơn vị mà cùng tham gia chúng tôi. Và trong từng cái hoạt động như vậy thì cái yêu cầu về an ninh, về an toàn, nếu như có hoạt động bơi hay thể thao trên biển thì chúng tôi cũng phải có một tổ cứu hộ để phụ trách cái việc đảm bảo an toàn này. Và nếu như có các cuộc thi thì chúng tôi cũng phải có phương án về an ninh an toàn tối đa nhất có thể. Chương trình đã góp phần khuấy động không khí bãi biển Đà Nẵng. Nhiều người dân và du khách đã có mặt tại bãi biển đều bày tỏ hào hứng và thích thú khi được tham gia và thưởng thức các hoạt động tại đây. Trong không gian bãi biển không chỉ đẹp, thơ mộng mà còn đầy sắc màu và rất sôi động. Các bãi biển thực sự rất sạch sẽ, tôi thấy như vậy và du khách như chúng tôi đều yêu thích không khí bãi biển như thế này. Rất vui nhộn và sống động bởi vì có nhiều hoạt động được tổ chức trên bãi biển vào mọi thời điểm. Và bạn có thể tham gia nhiều hoạt động thể thao, thực sự bầu không khí rất sôi động. Những cái hoạt động như thế này rất tuyệt vời đối với thành phố, cũng như là những cái đại diện hay là những cái văn nghệ như thế này để đón khách du lịch là tuyệt vời lắm. Chú rất thích và người dân Đà Nẵng, chú nghĩ là cũng thích cái chương trình này. Bên cạnh đó, chương trình năm nay cũng gửi gắm nhiều thông điệp về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường đến với người dân và du khách, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng khi tham quan du lịch cũng như vui chơi giải trí tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Vào ngày 1 tháng 5.